Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên lao động xuất khẩu của Thừa Thiên Huế vượt qua con số 1.000. Đây là dấu mốc quan trọng mang tính đột phá trong năm 2018 của ngành lao động, thương binh và xã hội sau nhiều năm triển khai chương trình xuất khẩu lao động. Đây là chủ trương lớn và mang một ý nghĩa toàn diện về cả kinh tế lẫn xã hội. Tuy nhiên, để đạt được con số trên là điều không hề đơn giản và đòi hỏi một quá trình vừa triển khai quyết liệt, vừa đúc rút điều chỉnh chính sách cho phù hợp với đặc thù lao động của địa phương. Clip tổng hợp sau của phóng viên thời sự sẽ cho thấy giải pháp mà ngành lao động, thương binh và xã hội đã triển khai và những mục tiêu cụ thể cho năm 2019. Trong năm 2018, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có bước đột phá trong công tác xuất khẩu lao động khi đã vượt qua con số 1.000. Phú Vang là địa phương dẫn đầu của tỉnh với trên 200 lao động, tiếp đến là Phong Điền, Hương Thủy. Nhật Bản vẫn là thị trường được số đông lao động Thừa Thiên Huế lựa chọn sang làm việc, chiếm trên 90%. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh trong năm nay chính là nhờ sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trước hết là sự chỉ đạo sâu sát của cả cấp ủy đảng, nhất là sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị số 23, trong đó xuất khẩu lao động được xem là một trong những tiêu chí thi đua và phân loại tổ chức đảng hàng năm. Cùng với đó là việc đẩy mạnh thực thi chính sách hỗ trợ vốn vay với lãi suất ưu đãi theo quyết định 64 của Ủy ban dân tỉnh và những chính sách ưu đãi riêng dành cho lao động ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng của một số địa phương. Với vai trò của mình, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa những chủ trương, chính sách đến với chính quyền, người dân, cũng như phối hợp kịp thời, tháo gỡ vướng mắc khó khăn liên quan đến các chính sách hỗ trợ, cũng đã khuyến khích phong trào xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh phát triển. Vâng, như thông tin trong clip tổng hợp chúng tôi vừa đưa thì trong năm 2018, xuất khẩu lao động của tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được con số ấn tượng khi mà đã có trên 1.000 lao động ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng có thời hạn. Vậy thì ông có nhận định như thế nào về con số này ạ? Theo cái số liệu mà của chúng tôi nắm được thì đến nay 11 tháng đầu năm đã có 942 người đã đi xuất khẩu. Trong đó có 784 người đi Nhật, còn 186 người đi Hàn Quốc và các thị trường khác. Thì năm nay thì chắc chắn sẽ hơn 1.050 người đi xuất khẩu lao động. So với những con số xuất khẩu lao động trước đây, ví dụ năm 2016 là chỉ có 207 người, năm 2017 có 702 người, thì cái số 2018 này đã hơn 1.000 người, đây là một điều đáng mừng. Cái con số này nếu mà so với cái tiềm lực lao động của tỉnh ấy, và so với cái số lượng xuất khẩu lao động của các địa phương xung quanh của chúng ta, thì con số này chưa phải lớn, nhưng mà nếu so với chính mình từ những năm trước và những phong trào xuất khẩu lao động đi xuống thì hiện nay đó là một bước tiến rất dài. Và chúng tôi hy vọng rằng người lao động ở Thừa Thiên Huế chúng ta hãy xem đi ra nước ngoài làm việc đấy không phải chỉ có thu nhập, không phải chỉ có giải quyết việc làm trước mắt, mà chúng ta còn học được rất nhiều kỹ năng nghề nghiệp, học được các kiến thức quản lý, học được cái tư duy của các nước phát triển để sau đó chúng ta về quê hương là xây dựng đời sống kinh tế cho gia đình, để cho tỉnh nhà và cho đất nước. Con số 1.000 cũng sẽ là một dấu mốc mới, một khởi đầu mới cho những phần đầu tiếp theo. Vậy thì trong năm 2019, lĩnh vực xuất khẩu lao động sẽ hướng đến những cái chỉ tiêu nào và một số giải pháp quan trọng được triển khai để mà đạt được những cái chỉ tiêu đó? Về phía Sở Lao động chúng tôi thì chúng tôi phấn đấu tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh, tham mưu cho tỉnh ủy để chỉ đạo các địa phương đấy, để phấn đấu của số xuất khẩu năm 2019 đạt ít nhất là phải 1.500 người, tức là khoảng 1.500 người, gấp đôi cái số mà hội đồng nhân tỉnh đã giao cho chúng tôi. Hiện nay rất nhiều các cái đơn hàng là đem về tuyển lao động Thừa Thiên Huế. Lao động Thừa Thiên Huế thì có một cái vấn đề ưu điểm ấy là có tính chần chừ, nhưng mà khi mà đi ra là nước ngoài làm việc thì là rất cần cù, rất chịu khó, nên là người đặc biệt là người Nhật là người ta rất muốn tuyển lao động Huế. Thì tôi hy vọng năm 2019 cùng với sự nỗ lực quyết tâm của Sở Lao động Thương binh Xã hội và sự vào cuộc của chính quyền các cấp thì các ngành các đoàn thể đấy, thì người lao động của chúng ta sẽ đi được nhiều hơn và xem xuất khẩu lao động đấy là một nguồn thu nhập mà sẽ làm giàu cho gia đình, cho quê hương và cho đất nước đấy trong cái thời gian tới. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này và hy vọng thì trong năm 2019, lĩnh vực xuất khẩu lao động của tỉnh sẽ có những tín hiệu khả quan hơn.